Những nghệ sĩ biểu diễn đường phố với chiếc bao đựng đàn, nhận tiền ủng hộ của khán giả đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại London, Anh suốt hàng thế kỷ qua. Thế nhưng thời gian gần đây, hình ảnh này đã thay đổi đôi chút. Vẫn chiếc bao đựng đàn đó, nhưng giờ có thêm thiết bị quẹt thẻ. Khán giả thay vì dùng tiền xu hay tiền giấy, có thể chuyển tiền tự động qua thiết bị này với 2 bảng mỗi lần, tương đương 60.000 đồng. Ở London bây giờ, người ta có xu hướng dùng thẻ để chi trả cho mọi thứ. Vì thế, ngay cả việc biểu diễn trên đường phố cũng phải thích ứng theo. Hình thức thanh toán này ra đời với sự cộng tác của một công ty công nghệ ở Thụy Điển sau khi thử nghiệm thành công ở một số nơi tại Anh. Chúng tôi bắt đầu áp dụng cách thức này khi nhận thấy các nghệ sĩ đường phố ngày càng nhận được ít tiền công hơn. Vì một lý do hết sức đơn giản là mọi người có xu hướng tiêu ít tiền mặt hơn. Ngay cả văn hóa đường phố cũng không thể đứng ngoài sự thay đổi của thị trường. Hiện mỗi tháng, khoảng 300 máy rút tiền tại Anh ngừng hoạt động. Ước tính, đến năm 2026, việc chi trả bằng tiền mặt cho tiêu dùng trong nước tại Anh sẽ giảm chỉ còn khoảng 20%, đưa nước Anh đến gần hơn ngưỡng cửa của một xã hội không tiền mặt.